Rồi, hello. Chào cô chú anh chị đã trở lại với video của em nha. Thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh ở phía dưới á để đăng ký kênh khi nào em có lên video thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Rồi thì hôm nay thì em sẽ quay cho cô chú anh chị xem và báo giá trực tiếp với con bò cái kem này. Thì bò cái kem này là tặng nhất nha, đang chữa là 3 tháng rưỡi. Trước khi bắt thì em cũng đã khám rồi và cũng có giấy của thú y khám là con này được chữa 3 tháng rưỡi nha. Con này thì nó sanh rồi một lứa nha cô chú anh chị, đó, chân cẳng nè đó. Con này là tàn nhất nha, lớn tán tàn đó, lưng nè, quay trên lưng cho con cái bảng lưng hết biết cái lưng không đó. Con bò này thì nó nằm khoảng 140 bò. Bò rất là lớn nha. Đó, chữa 3 tháng rưỡi, chân móng nè. Thấy cái móng cẳng thẳng không? Còn chân trụ thì thôi, khỏi nói. Trên cái lưng mới xuống cho cô chú anh chị coi đó. Rồi em xin báo giá trực tiếp với cô chú anh chị. Em báo giá là báo giá tại chuồng nha. Con này là đằng nhất, báo giá tại chuồng 32 triệu tại chuồng nha. Không có bao phí xe nha. Đó, tại cô chú anh chị nào có xa có gần thì nếu mà hả bắt đó, thì cứ tính cái giá tại chuồng của em rồi tiền xe thì cô chú anh chị xa thì tính xa gần tính gần nha. Kêu xe thì xe nó chở tới nơi thì cô chú anh chị cứ trả tiền xe, còn cái tiền nè, còn tiền bò của em riêng đi, tại vì hôm rồi em cũng có giao nhiều chỗ có xa có gần thì, cho nên là bất tiện lắm. Giờ em cứ bán, em đăng tại chuồng này, giá em báo tại chuồng nó. Rồi cô chú anh chị nào ở xa thì tính tiền xe, xa gần tính gần đi cho nó dễ, cho nó tiện. Chứ giờ em không có tiện mà bao xe nữa nha. Đó, bây giờ cứ em bán tại chuồng sát giá luôn. Đó, 32 triệu con bò chữa 3 tháng rưỡi, tàn nhất. 140 bò có, lớn tàn. Đó, rồi có chú anh chị nào có ơn thì điện thoại trực tiếp em. Số điện thoại của em là 0378 224 523. Em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nó nằm gần đầu đường ngã ba Hòa Tịnh với hoặc là gần khu công nghiệp Tân Hương rồi đó. Đi đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ Lương Phú chạy vô cũng được. Đó. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha.